Vừa qua vụ việc một thầy cúng trộm dây chuyền 1,4 lượng vàng trên cổ tượng đã khiến cho dư luận không khỏi xôn xao, thì mới đây lại xuất hiện một thầy cúng khác lừa bán vòng phép thuật được cho là cầu hạnh phúc tiền tài để thu về hơn 74 triệu đồng. Với độ tuổi còn rất trẻ nhưng tài ăn nói giao bán hàng của mình đã giúp đối tượng này thu lợi từ những con mồi nhẹ dạ cả tin của mình. Trên các trang mạng hiện nay có rất nhiều người giao bán vòng phép thuật chỉ đỏ may mắn, bùa bình an, được thỉnh từ chùa về tại những vùng đất của Phật tổ vô cùng linh nghiệm. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những chiếc bùa may mắn đó mấy ai biết được là gì? Có không ít những vụ liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ việc cúng bái mê tín dị đoan được cảnh báo, nhưng tới nay vẫn có rất nhiều người bị lừa bởi những lời ngon ngọt chào mời từ những thầy bói giả danh. Vừa qua một vụ việc lừa đảo từ việc mê tín cầu hạnh phúc tiền tài mà nạn nhân đã bị chiếm đoạt một số tiền khá lớn. Cụ thể, Huỳnh Ngọc Ý sinh năm 2001 ngụ tại huyện Dương Minh Châu và chị CTAT, sinh năm 2001, ngụ tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, cùng làm chung công ty ở khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, nên thường xuyên trò chuyện với nhau. Đến tháng 5 năm 2022, Ý nảy sinh ý định lừa lấy tiền của chị T, nên nói dối T rằng mình có quen biết người phụ nữ tên là Kiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Kiều làm nghề thầy cúng và có bán vòng làm phép, đeo vào sẽ giữ hạnh phúc gia đình, làm ăn thuận lợi, nên nói chị T mua. Tin tưởng, chị T đã mua chiếc phòng trên với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Ý tiếp tục yêu cầu chị T phải đưa tiền thêm để làm phép, mua hoa, trái cây cúng và để nuôi chiếc phòng này. Do phải tốn hàng chục triệu đồng, chị T đề nghị Ý hủy phép chiếc phòng, thì Ý dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm tiền. Tiếp đó, Ý lập các tài khoản Facebook với tên gọi khác nhau để giả danh thầy cúng, nhắn tin trao đổi với chị T, lừa nạn nhân chuyển tiền nhiều lần. Với hành vi lừa đảo lợi dụng việc mê tín của nạn nhân, Ý đã chiếm đoạt được hơn 74 triệu đồng của nạn nhân với thủ đoạn như trên. Gần đây, gia đình nạn nhân biết được sự việc trên nên đến công an huyện Gò Dầu trình báo. Qua điều tra, công an đã tiến hành bắt giữ đối với Ý. Vào tối 15 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Ý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những vụ việc lợi dụng mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản xảy ra rất nhiều vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ trước những lời đề nghị của các đối tượng thầy bói giả danh này